Chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh nhờ DA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các sản IDO, các sản iRobotty, các sản IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký kênh để tiếp tục những giải mình nhất là mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Trapan, đây là một dự án xây dựng trên nền tảng Kplay TL. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn điền email username Twitter. Và phía dưới chúng ta sẽ điền địa chỉ ví từ Kaikas nhé. Copy phần địa chỉ vào paste đây. Dán vào nút Enter. Chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ đầu tiên đó là Follow Twitter, nó mở ra để chúng ta thêm Follow Twitter. Sẽ có một cái thao tác ủy quyền ứng dụng với biểu mẫu Beeper. Tiếp theo chúng ta sẽ retweet một cái bài đăng. Các bạn vào click to retweet này. Subscribe kênh YouTube, chúng ta mở ra để chúng ta ấn vào đăng ký kênh YouTube của nó này. Toàn là tiếng Hàn Quốc thôi đúng không ạ? Join Discord này. Ấn vào Company. Chọn tích, dấu tích, chọn Submit. Tiếp theo Join King Telegram. Nó nằm rồi, chúng ta còn mới có nhiệm vụ Kakao Talk. Ta mở ra Join Kakao Talk. Nó tự hoàn thành nhưng các bạn sẽ bỏ qua, không cần phải dọn được. Đấy, chúng ta sẽ mở vào trang web của nó này, để trang chủ của dự án này. Và đây có phần Rapper, các bạn thấy dùng mình Rapper chia sẻ bản thân Rapper chúng ta. Dự án này sẽ dành cho 20.000 người đầu tiên anh em nhé, mỗi người sẽ được 100 token. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Trapan NFT. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Chúng ta tiếp theo.